Chiến thắng đó rất quan trọng, Arteta nói ngày 6 tháng 10 tại họp báo trước trận. Việc đoạt danh hiệu trước Manchester City luôn là điều bạn phải coi trọng. Cách chúng tôi làm điều đó mang lại sự tự tin và niềm tin rằng Arsenal có thể đánh bại Manchester City. Arteta nâng siêu cúp Anh sau khi cùng Arsenal hạ Manchester City bằng loạt luân lưu trên sân Wembley ngày 6 tháng 8. Trong trận mở màn mùa giải tại Wembley hôm 6 tháng 8, Manchester City mở tỷ số ở phút 77 nhờ cú cớ lỏng của Cole Palmer, tiền vệ đã chuyển sang Chelsea. Bất ngờ đến ở phút bù thứ 11, tiền đạo vào thay người Leandro cho sớt sút trúng trung vệ Manuel Akanji khiến bóng đổi hướng trong khi thủ môn Ortega lỡ đà, gỡ hòa cho Arsenal. Ở loạt đá luân lưu, trong khi Manchester City chỉ thành công với cú sút của Bernardo Silva, bốn cầu thủ của Arsenal là Martin Odegaard cho sớt, Bukayo Saka và Fabio Vieira đều hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ đó, pháo thủ lần thứ 17 đoạt siêu cúp Anh gồm các năm 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020 và 2023. Arteta nhấn mạnh màn tái đấu tại sân Emirates ngày 8 tháng 10 sẽ khác biệt lớn, bởi trận siêu cúp Anh diễn ra ngay sau giai đoạn tiền mùa giải. Huấn luyện viên Tây Ban Nha còn chỉ ra khác biệt khác về nhân sự. Ở trận siêu cúp hồi tháng 8, Arsenal có Gabriel Martinelli, Jurrien Timber còn Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesus, hai cầu thủ từng khoác áo Manchester City vắng mặt, điều trái ngược với màn tái đấu tại ngoại hạng Anh cuối tuần này. Arsenal toàn thua 12 lần đối đầu Manchester City.